năm mà mọi người thấy suy thoái kinh tế là rất là nhiều, và tất cả những doanh nghiệp đang đều đứng trước cái nguy cơ đó là phá sản, và Team Sam Anh Tứ cũng là một trong những đơn vị như vậy. Thật sự là xuyên suốt những năm tháng mình làm nghề thì chưa bao giờ mình có một cái khoảng thời gian lặng nhiều đến như vậy. Có nghĩa là có hai lý do nha. Một lý do đó là bản thân Tứ tự rút khỏi thị trường, có nghĩa là hồi xưa là mình là thượng vàng hạ cám, là phân khúc nào Tứ cũng đi. Rồi xong cái giống như kiểu mà Tứ muốn là nâng cao cái giá trị chất lượng, cho nên Tứ không có muốn đi những sản phẩm nó quá là thấp nữa. Cho nên là mình chuyển mô hình và mình làm những cái gói nó hơi luxury hơn. Thì đúng là khi mà một cái luxury ra thì mình sẽ có tiền gọi là duy trì được nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại thì mình cảm thấy mình available, rảnh hơn, rồi cảm thấy mình mất năng lượng hơn. Nghĩa là hồi xưa Tứ là một con người làm nhiều thì cảm thấy buồn rồi không, với lại rơi vào tháng 7 âm lịch nữa thì một khoảng thời gian nó khá là nặng. Thì mình bắt đầu mình consider lại cái dạo gần đây sức khỏe không được tốt, mình suy nghĩ thêm ủa không biết là mình đang làm đúng hay đang làm sai nữa, nghĩa là dừng lại ở một cái phân khúc đó là đúng hay sai, thì không biết phải bắt đầu hướng đi như thế nào, cũng mong luôn mà mơ hồ. Cái suy nghĩ hoài cho thôi bữa giờ mới bắt đầu là thôi, mình đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi và đã chiến đấu với lại những thứ cần phải chiến đấu để cho khỏe lại, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là chạy nhức cuối. Tại vì dù muốn dù không thì mình cũng là chủ doanh nghiệp, đằng sau lưng mình có mấy chục nhân viên, đằng sau lưng mình còn có rất nhiều đối tác, từ xe tải, từ những người bỏ hoa cho mình, từ những người vận chuyển, rất nhiều những người sống liên quan tới mình. Thì giống như cái bạn tài xế của Tứ hay nói rằng là nếu như anh có chuyện gì á thì anh có tội với nhiều người lắm anh Tứ, thì thực sự mình nghĩ cũng đúng. Cho nên là mình không có muốn như vậy, cho nên là mình sẽ có những cái và hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng với mình. Thì nó cũng hơi gọi là tiếp thị một chút nha. Thì mình có chương trình đó là 100 triệu thì các bạn có thể làm được trang trí cưới rất là đẹp, 4 hạng mục sân khấu lối đi khu vực chụp hình và gallery. Và trong cái đợt này nó đang ế ẩm như vậy thì Tứ muốn gọi là để cho mọi người ủng hộ Tứ, và bản thân Tứ cũng có cơ hội được làm đám cưới cho mọi người. Thì bắt đầu từ 100 triệu 4 hạng mục đó sẽ làm rất đẹp và có thể thiết kế riêng luôn. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong công ty của mình. Nghĩa là nếu mà mọi người muốn thiết kế riêng thì Tứ sẽ nhận từ 500 trở lên. Còn bây giờ Tứ sẽ bắt đầu từ 100 đó giảm còn 90. Mọi người muốn cái style nào thì Tứ sẽ theo yêu cầu của mọi người. Và đây là một trong những cái gọi là để cứu cánh doanh nghiệp và giúp cho bản thân mình được phát triển hơn. Mà cũng rất là hy vọng là cái clip này nó có thể được tiếp cận với nhiều người. Tại vì nhiều bạn cái đó là Tứ quá mắc. Nhưng mà không, giá này rất là dễ thương và hy vọng mọi người sẽ yêu thương và đồng hành và cho mình cơ hội được chăm sóc đám cưới của các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem những clip và đồng hành cùng với Sam Anh Tứ thời gian vừa qua. Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều. Còn giống như mình nói rằng là bản thân mình bây giờ mình nghỉ ngơi thì quá khỏe, đơn giản, tại vì mình làm nhiều năm rồi, không có đủ điều kiện để nghỉ. Nhưng mà như bạn tài xế đang quay clip nói đó, anh có tội rất nhiều người, xin lỗi mọi người và hy vọng mọi người sẽ lan tỏa giùm Tứ. Bye bye. Mình là Sam Anh Tứ, chia sẻ clip về hậu trường nghề trang trí cưới cho chính mình làm đó.